Chào các bác nhé, em lại lên sóng tiếp con rửa bát Panasonic TR3. Máy đã dọn dẹp sạch sẽ, test mọi chức năng ok ngon lành. Hình thức đã làm sạch đẹp. Con này em để mã số 5. Đấy, hình thức trắng trẻo, dưới hình các bác nhìn nhé. Lung tôn thành vách rất là ok. Con này đời 2010, series máy là 1395. Rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C, thời gian sấy 30 phút, chức năng hẹn giờ, eco tiết kiệm điện, đèn báo các chu trình rửa, chế độ sấy riêng biệt, nội thất sạch sẽ. Chiếc này bán 3 triệu bỏ hành cũng được, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, ship hàng toàn quốc ạ, phí vận chuyển toàn quốc là 150.000. Chào các bạn.